Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đón xem Kênh News 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những thông tin giải trí nhanh nhất và chính xác nhất. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: tranh cãi nhận định Blackpink fan survive tệ nhất K-pop, may mắn có Jisoo cứu vãn. Mina, Tuyu và Jihyo của Twice thể hiện tính cách thật qua cách cư xử đối với staff. Sân khấu encore của Soyeon và Miyeon làm netizen suýt quên cả hai là chị em cùng nhóm. Vé triệu hồi IU, mình thích thì mình tặng thôi, nhưng chỉ có Akdong Musician dùng. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tranh cãi nhận định Blackpink fan survive tệ nhất K-pop, may mắn có Jisoo cứu vãn. Một chủ đề về Blackpink đang thu hút rất nhiều bình luận trên Twitter. Tài khoản của một blink quốc tế viết rằng Blackpink là một nhóm nhạc có fan survive tệ nhất từ trước tới nay. Cảm ơn Chúa vì Jisoo vẫn tồn tại. Dòng tweet này nhận được 20.000 lượt like, 4.500 lượt retweet cùng hàng ngàn bình luận. Nhiều người đồng tình với quan điểm fan survive của Blackpink quá tệ. Trong văn hóa K-pop fandom, fan survive là hình thức không thể thiếu nhằm gắn kết thần tượng với người hâm mộ. Fan survive có nhiều hình thức, bao gồm những tương tác trên sân khấu, ngoài đời, trên nền tảng mạng xã hội, vân vân. Nhiều bình luận nói rằng kể từ năm 2018 tới nay, khi Blackpink lập Instagram cá nhân, những content chung của bốn người ngày càng vơi dần. So với các nhóm nhạc khác, Blackpink có quá ít nội dung tương tác với fan trên mạng xã hội. Nhóm ít khi thực hiện livestream, tặng quà tạo bất ngờ cho fan, hay ghi hình chung cả nhóm, hay lên mạng xã hội hỏi han sức khỏe, update tình hình cho fan biết. Trong 2021, đã 7 tháng trôi qua, nhưng content về Blackpink rất ít ỏi, ngoại trừ concert online hồi tháng 1. Kể từ đó tới nay, nhóm vẫn chưa có bất kỳ một sản phẩm chung nào được phát hành. Nhiều tháng trời, các thành viên rẽ lối đi riêng, đánh lẻ với những hoạt động cá nhân. Lần gần đây nhất, Blackpink thực hiện livestream 4 người là vào tháng 8 năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 3 năm debut. Nếu như các nhóm nhạc khác trong thời gian không quảng bá vẫn giữ nhiệt cho fandom bằng nhiều content đa dạng, thì fandom Blink luôn trong tình trạng đói tin, đói thính. Tình trạng này khiến không ít người phải rời fandom, chuyển sang làm fan nhóm nhạc khác. Việc Blackpink ở ẩn quá lâu còn khiến cho sự nhiệt tình của fan trở nên trì trệ, lượng view YouTube hàng ngày của nhóm đang tụt dần và những cuộc cạnh tranh lượng vote tại những giải thưởng cũng chịu thua kém các fandom khác. Jennie, Lisa và Rose bị chỉ trích là thiếu quan tâm fan, mỗi lần update mạng xã hội hầu như chỉ là những bức ảnh quảng cáo cho nhãn hàng mà họ đại diện. May mắn cho các blink là Jisoo vẫn chăm chỉ tương tác cùng người hâm mộ, dù lịch trình quay phim bận rộn, cô nàng vẫn không quên livestream hỏi thăm các fan đều đặn. Gần đây, khi mà YG thông báo về DVD Summer Diary 2021 như là một phần của dự án kỷ niệm 5 năm debut của Blackpink, Jisoo là người duy nhất đăng bức ảnh nhóm lên Instagram và gắn tag tất cả thành viên. Rất nhiều người để lại những bình luận như: việc Jisoo không cần lý do để trò chuyện với người hâm mộ đã nói lên rất nhiều về tính cách của cô ấy làm điều đó vì cô ấy muốn, không phải vì cô ấy phải làm như là một trách nhiệm fan survive. Thành viên nào cũng bận rộn với những dự án riêng của họ, nhưng Jisoo thì luôn giữ liên lạc với fan, chứ không phải là mất tích vài tháng rồi thi thoảng lại trồi lên chào người hâm mộ. Những thành viên khác đôi khi có rất nhiều thời gian rảnh hơn so với Jisoo, họ cũng hỏi thăm fan, nhưng chỉ là những câu nói như I miss you Blink, chứ không phải như cách Jisoo tận dụng thời gian rảnh rỗi để lên mạng trò chuyện với người hâm mộ, cập nhật hình ảnh. Cô ấy thực sự nhớ các fan và muốn tương tác cùng fan. Tôi nghĩ đây là một khuyết điểm rất lớn của Blackpink và họ cần phải thay đổi điều đó nếu họ muốn nhận được rất nhiều tình yêu thương nữa trong suốt sự nghiệp của mình. Những ngày là tân binh của Blackpink thật sự rất đáng nhớ. Họ đã hoạt động liên tục cùng nhau và có rất nhiều kỷ niệm với fan. Thật khó khi làm Blink. Sau khi bài đăng phàn nàn về fan survive của Blackpink gây bão trên Twitter, Jennie đã xuất hiện trên CH+ để hỏi thăm fan, cập nhật hình ảnh. Nhiều người cho rằng Jennie đã biết về dòng tweet này và muốn bù đắp cho các fan. Mina, Tuyu và Jihyo của Twice thể hiện tính cách thật qua cách cư xử với staff. Ngày 30 tháng 7, tập 5 của show thực tế Time to Twice được lên sóng với nhiều khoảnh khắc đáng yêu. Sau khi ăn xong bữa cơm do chính tay các thành viên tự nấu nướng, Twice đã chia ra làm nhiều nhóm nhỏ để thực hiện những công việc khác nhau. Nayeon và Sana làm vòng tay handmade, Dahyun thử làm nước hoa, Jonghyun vẽ giày, Momo và Chaeyoung làm sandwich. Trong khi đó thì Jihyo nướng khoai lang, còn Mina và Tuyu cùng nấu món tráng miệng.
Sau khi hoàn thành các món ăn, cả Ji-hyo lẫn Mina và Tu-yu đều có hành động ấm áp. Ji-hyo thể hiện tính cách tốt bụng khi nhanh chóng mời nhân viên quay phim của show nếm thử món khoai lang nướng. Cô còn kiểm tra độ nóng của củ khoai trước khi đưa cho cameraman và liên tục hỏi, bạn có thử không? Cái này ngon lắm, có nóng không ạ? Sau đó Ji-hyo nói sẽ đưa thêm cho người quay phim khi củ khoai đã nguội hơn. Ở phía bên kia, Mina và Tu-yu cũng làm món tráng miệng để mời các nhân viên của ekip. Đây là món bánh gạo được thực hiện khá kỳ công. Hai cô gái mất nhiều thời gian để hấp và giã hỗn hợp bột gạo nếp, sau đó cắt nhỏ rồi tẩm bột đậu sấy khô. Khi làm xong, Tu-yu khá mệt nên ngồi nghỉ ngơi, còn Mina đi xung quanh phim trường để mời các staff, bạn có muốn nếm thử không? Mina hỏi một nhân viên. Khi được khen bánh ngon, Mina rạng rỡ hỏi lại, nó có ngon thật không? Mình rất vui đó. Mặc dù Tu-yu không thể tận tay mời các staff ăn bánh tráng miệng, cô vẫn đi vòng quanh để xem mọi người liệu có thích món này hay không. Cử chỉ ấm áp quan tâm nhân viên của Mina, Ji-hyo và Tu-yu khiến các quan tan chảy. Hành động mời nhân viên ăn thử khi làm xong đồ ăn được đánh giá cao vì thể hiện mối quan hệ gần gũi và thân thiện giữa Twice và mọi người xung quanh. Người hâm mộ để lại rất nhiều bình luận khen ngợi tính cách tốt bụng và đáng yêu của các thành viên Twice. Bên cạnh Mina, Tu-yu và Ji-hyo, Sana cũng được khen ngợi vì giúp các staff lau dọn những bình rượu trong nhà. Sân khấu encore của Soyeon và Miyeon làm netizen suýt quên cả hai là chị em cùng nhóm. Vừa qua ngày 29 tháng 7, ca khúc Bim Bim của Soyeon giành được hạng nhất trên chương trình âm nhạc M Countdown. Đây cũng là chiếc cúp thứ hai cho màn tái xuất này của Soyeon. Cô nàng đã có thể tận hưởng những giây phút ăn mừng cùng chị cả G-Idol là Miyeon, người đảm nhận vai trò MC cho chương trình M Countdown. Theo truyền thống, khi ca sĩ chiến thắng đọc bài phát biểu của mình, những nghệ sĩ khác sẽ cùng MC từ từ di chuyển vào trong, nhưng Soyeon đã phá lệ khi chạy về phía cánh gà, kéo tay Miyeon quay trở lại sân khấu. Cả hai cùng thực hiện sân khấu encore dù bài hát chiến thắng là sản phẩm solo của riêng Soyeon. Fan của G-Idol luôn hy vọng Miyeon có thể trao cúp chiến thắng cho các thành viên trên chương trình cô nàng đang dẫn dắt. Bởi vậy, các fan của G-Idol đã giúp Bim Bim vươn lên hạng nhất, nhằm muốn biến ước muốn ấy thành hiện thực. Khoảnh khắc đáng yêu của Soyeon và Miyeon tại sân khấu encore nhận được vô số bình luận tán dương của netizen. Sau khi chương trình được phát sóng, Soyeon và Miyeon còn thực hiện buổi livestream như món quà dành tặng người hâm mộ. Chị cả nhà G-Idol đã mang đến cho Soyeon một bất ngờ khi âm thầm rời khỏi khung hình và trở lại với một chiếc bánh chúc mừng khổng lồ. Vé triệu hồi IU. Trong suốt sự nghiệp của mình, IU làm việc chung với rất nhiều nghệ sĩ thông qua những lần hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc, diễn xuất lẫn concert. Một trong số những nghệ sĩ đó chắc chắn có Akdong Musician, bộ đôi thường xuyên xuất hiện với vai trò khách mời trong những buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ trong nhiều năm trước. Để bày tỏ lòng biết ơn, IU đã tặng cho hai anh em một tấm vé để có thể nhờ vả cô nàng bất cứ lúc nào. IU giải thích về tấm vé này rằng, tôi đã mời Akdong Musician đến concert nhiều lần làm khách mời và rất cảm ơn hai anh em vì có những buổi biểu diễn như vậy. Đối với những khách mời mà tôi cảm thấy biết ơn, tôi sẽ gửi tặng họ vé triệu hồi IU. Mặc dù không hề có giới hạn về thời gian lẫn cách sử dụng, nhưng IU đắng lòng cho biết chỉ có Akdong Musician thật sự sử dụng chúng. Cả Chan Hyuk lẫn Soo Hyun đều bày tỏ vẻ ngạc nhiên trước thú nhận này của IU. Nhưng đúng là 10 năm qua, cô nàng đều tặng món quà này và có lẽ không ai nghĩ chiếc phiếu này thật sự có thể sử dụng chúng. Thậm chí Soo Hyun còn thốt lên rằng, sao mà có thể không sử dụng nó cơ chứ? Kết quả có thể thấy Akdong Musician đã dùng món quà để có thể hẹn ăn tối cùng IU và bàn bạc về một dự án kết hợp tuyệt vời là Naka. Nhưng Chan Hyuk cũng cho biết rằng nếu anh cảm giác rằng nếu không sử dụng chiếc vé triệu hồi IU này, thì cô nàng vẫn sẽ đồng ý tham gia góp giọng trong album của nhóm mà thôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên bộ đôi Akdong Musician nói về chiếc vé đặc quyền sử dụng IU này. Soo Hyun đã giải thích cách họ nhận được vé từ IU trong lần biểu diễn với tư cách là khách mời như sau. Chị ấy nói cảm ơn chúng tôi vì đã tới và đây là chiếc vé IU. Chúng tôi có thể sử dụng chúng ở mọi nơi hoặc sử dụng cho một bài hát, một concert, thậm chí là cả dự án kết hợp nào đó tùy ý. Thế nên chúng tôi đã rất trân trọng nó suốt thời gian vừa qua. Nhưng khi chúng tôi sử dụng nó, chị ấy rất bất ngờ và trả lời rằng wow, cảm ơn, mấy đứa là người đầu tiên sử dụng cái này đấy. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của KNews 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của KNews 24 giờ.